Đây là bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Tại sao chúng ta cần phải làm bảng tổng hợp này? Là bởi vì đối với nhân viên mà có người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ghi nhận ở trên bảng lương thì lúc đó chúng ta phải đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc. Từ đó mới có mã số thuế để chúng ta làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân điền vào mẫu số 05-3BK. đăng ký người phụ thuộc này thì chúng ta lập ở trên trang thuế điện tử hoặc là các bạn lập ở trên HTKK đều được. Nếu như trên trang thuế điện tử thì các bạn vào phần đăng ký thuế, chọn đăng ký mới, hồ sơ là 02DK, nhấn tiếp tục. Tại đây nếu như các bạn đăng ký người phụ thuộc bằng căn cước công dân hoặc chứng minh thư thì các bạn điền thông tin của người phụ thuộc vào phần 1 Còn nếu như các bạn đăng ký người phụ thuộc là giấy khai sinh Thì chúng ta đăng ký vào mục 2 Điền đầy đủ thông tin của người phụ thuộc lên trên phần đăng ký này Nếu như thêm dòng thì các bạn thêm dòng Còn muốn xóa dòng thì chúng ta nhấn xóa dòng và người phụ thuộc này là con nhỏ hoặc là bố mẹ già mất sức lao động thì lúc đó mới được ghi nhận là người phụ thuộc. Bởi vì ở trên bảng lương đối với người phụ thuộc thì sẽ được À, giảm trừ là 4 triệu 400 000 một người một tháng. Từ đó sẽ làm giảm thu nhập tính thuế của người lao động nên bắt buộc phải có mã số thuế người phụ thuộc khi làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nếu như mà nhân viên có người phụ thuộc. Còn trên HTKK thì các bạn vào phần thuế thu nhập cá nhân cũng chọn mẫu 02DK. Chọn kỳ mà các bạn cần lập tờ khai, nhấn đồng ý và chúng ta cũng điền đầy đủ thông tin của người phụ thuộc vào phần 1 nếu như mà chúng ta đăng ký bằng căn cước công dân chứng minh thư hộ chiếu còn nếu như đăng ký bằng giấy khai sinh thì chúng ta điền vào mục 2. Điền đầy đủ xong thì các bạn cũng nhấn ghi và kết xuất ra XML và sang trang thuế điện tử để chúng ta nộp. Và các bạn nhớ là nếu như đăng ký thuế thì các bạn chọn là đăng ký, còn nếu muốn thay đổi thông tin người phụ thuộc thì các bạn tích vào thay đổi thông tin đăng ký thuế. Ở trên trang thuế điện tử cũng vậy. Chúng ta cũng lưu ý là đăng ký thuế thì chúng ta chọn đăng ký mà thay đổi thì chúng ta chọn thay đổi. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Các bạn lưu ý là chúng ta nhớ đăng ký mã số thuế cá nhân và đăng ký người phụ thuộc trước khi mà chúng ta nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Chúc các bạn học tốt.